Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em ha. Lô hôm nay em lên cho anh em 17 con. Làm như số lẻ là nó thuộc về anh em ơi. Bây giờ em lên thấy số lẻ không à. Không 15, 13, 17 cũng 19 nè à. Lẻ không gì đó. Rồi, hôm nay em lên cho anh em là 15 con cắt cỏ và hai con bơm nước cứu quả. Bơm nước cứu quả thì hôm nay là EC05 nha anh em. Thì nó có khác nhau chỗ là thằng là họng 42, thằng là họng 60. 60 này thì nó khỏe hơn đó. Thì số nào lớn thì nó khỏe hơn à. Đơn giản vậy thôi, chênh lệch nhau 200 ngàn thôi. Rồi, chứ khác nhau chỗ cái bơm thôi ha. Cắt cỏ thì em có cho anh em hôm nay là con Gubin cắm bướm bình xăng trên, nòng 40 ly anh em, siêu khỏe luôn. Con này là con Kubota, trợ lực luôn. Còn con này là con Mitsu tên là 231, chụp giật trợ lực, le chế độ 2 kim và le đỏ tự động luôn. Ở đây có một con Echo khủng long ăn cỏ anh em, xuất sắc luôn, chịu gửi thôi. Còn con này là con Gubin 34 ly, chụp tum nhôm mà cũng có chịu gửi à. Hôm nay em xả hàng hết cho anh em luôn. Trên đây thì có một con tên là 20 tum gời luôn nha anh em, gắn xịt thuốc là bao ngon. Giá hôm nay rẻ nhất cho mình là 1,2 triệu ha, tum gời, tum nhôm luôn. Hôm nay em có lên cho anh em hai cái đầu máy Echo. Echo này thì em đã dọn nổ hết trơn nha anh em, chỉ cần anh em về anh em xăng pha nhớt anh em đổi là xài luôn. Anh em về mà nếu anh em có cái tum cái cặn của thằng Echo này nè, Echo của thằng này 253. Cái tum của cái nguyên cái cặn của thằng Echo 253 đó là anh em đút vô là xài luôn ha. Là tại vì cái đầu máy là em dọn nổ rồi, xăng pha nhớt đổi vô là xài thôi. Mỗi đầu như thế này em bán cho anh em 1 triệu, không bao ship nha. 1 triệu là tiền phí anh em chịu, anh em trả đó ha. Máy đã nổ rồi. Rồi, anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo, nếu mà anh em các bạn thấy đầy á thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp đi, em sẽ vô em sẽ xem rồi em trả lời sau nha. Kênh của em là cửa hàng Mai Giang Tèo, bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em mình được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu anh em muốn nhanh gọn lẹ thì anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại này á thì anh em chốt luôn nó sẽ nhanh hơn ha. Rồi, thì hôm nay em quay lại chữ A nha. Anh em trước khi vào xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh và một cái dấu like. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, em vô con đầu tiên con A1. Con này nòng 30 ly, 20cc, tum gời, tum nhôm. Con này hay gọi là Taka được sao nè. Chạy chế một kim, quanh gồ, lại xăng mà lại nhảy nổ nữa ha. Đặc biệt con này là chạy chế le đỏ tự động. Anh em chỉ cần mình lên ga, mình đóng e mình lên ga là tự động nó e nó tự mở luôn. Không có cần phải sợ quên gì hết. Con này xài ga dữ ha. Tay là tay đôi, láp trắng cỏ đầu bò ghim. Con này nó hay chỗ là cái đầu bò nó có cái chén là chống ốc mài mòn luôn nha anh em. Nó hay chỗ đó. Rồi con A1 này giá 1,2 triệu, zin nguyên cây luôn nha anh em. A2 là con Stein ha. Rồi con này nòng 32 ly, 23cc. Bình xăng là zin nguyên bản nha, chạy chế 2 kim mới ha. Tum liền, tum nhựa nha. Rồi con này em lên giao bóp cho mình nè. Tay đôi, láp trắng cỏ đầu bò là zin nguyên bản luôn nha anh em. Con này nặng có 4 kg thôi, anh em xài gia đình là cực kỳ hợp lý luôn. Vừa bền mà lại vừa khỏe nữa. Con này giá chỉ có 1,250 triệu thôi, cực kỳ rẻ luôn ha. Tiếp theo là con A3, con cơ Matsu. Rồi con này bị cái này bị bugi. Rồi con này nòng 32 ly anh em, 20cc, giật chạy gắt đổi sao giật lại bị chết bugi anh em thông cảm. Thì anh em nào chốt thì ngày mai hàng đi em sẽ test nổ, em làm gắn lỗi vô thử rồi kia hết trơn. Anh em cứ yên tâm ha, hàng tới nơi anh em kiểm tra, máy chạy ngon lành anh em mới trả tiền. Tại vì bên em đặt bao cho anh em là kiểm tra hàng được test nổ luôn anh em mới trả tiền. Anh em không có mắc mát gì hết ha. Và ngoài ra là em còn bảo hành cho anh em nữa nha, bảo hành máy móc luôn trong thời gian anh em xài. Ha, còn trong thời gian bảo hành nếu máy móc có hư anh em cứ gửi về em sẽ sửa miễn phí cho anh em luôn, không có tốn tiền ha. Anh em lưu ý con này nòng 32 ly 23cc, chạy chế một kim, quanh gồ, lợi xăng mà lại nhảy nổ nha. Tum liền, tum nhựa. Con này nó còn ấp eo xịn luôn nha anh em, cực kỳ mềm mại luôn, ấp eo zin nha. Ga dữ ha, đặc biệt là công tắc trên ghi đông luôn nè. Tay đôi, láp đầu bò là zin nguyên bản. Con này là zin nguyên cây cho anh em luôn, chỉ có cái bình xăng lớn là bình xăng mới nha anh em. Cho bình xăng zin bị bể bắt buộc phải thay mới rồi. Cái này là trường hợp là mình bắt khai kháng rồi, mình không có thể làm cái khác được. A3
A3 này giá 1,3 triệu, quá rẻ luôn. A4 nòng 32 ly ha, 23cc. Con này nòng đứng nha anh em. Bình xăng là zin nguyên bản nè, chụp trực nó có chữ Made in Japan cho mình luôn. Tum liền, tum nhựa ha. Rồi, công tắc máy đây. Con này thì em đã lên ra bóp cho mình nha. Tay là tay đôi. Tay đôi thì anh em xài nó sẽ đỡ mỗi tay hơn. Anh em nào quen thì xài tay đơn thì được, chứ anh em không quen là xài tay đôi đi cho dễ xài. Láp đầu bò zin nha anh em. Con này nó có cái chén là chống xoắn cỏ đó nha. Đó, chén đỏ gì đó ha, cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, con A4 này giá 1,3 triệu nha anh em. Tiếp theo là con A5 nha anh em. Rồi, nòng 30 ly ha anh em, 20cc. Con này khá là gọn nhẹ nha, nặng có 4kg thôi. Bình xăng lớn là zin nguyên bản nè, chạy chế 2 kim, tum liền, tum nhựa ha. Tên máy đây nghe anh em, Echo 200. Con này xài ga dữ ha, tay đôi, láp đầu bò zin nguyên bản. Tên máy thì nằm bên hông cho mình đây. Nó có số seri luôn nghe anh em. Công tắc máy đây ha. Anh em nào mình xài gia đình thì anh em lấy con này cho nó gọn, nó nhẹ mà lợi xăng nữa ha. Cắt cỏ vừa vòng vòng nhà đó thì càng chi mấy bự, mấy nhỏ đi, nó gọn nó nhẹ mà nó rẻ tiền nữa. A5 này giá 1,350,000, quá rẻ luôn. Tiếp theo là con A6 ha anh em. Con này là con Echo Kyrgyz nhưng dòng gen ha. Tất cả các máy của em ở đây á, trước khi mà hàng là em đóng hàng em gửi đi cho anh em á, là xa gần gì cũng vậy, là em sẽ đều là test nổ, em sẽ thử cùi, thử đầu bò, kiểm tra máy kỹ lưỡng cho anh em hết ha, rồi em mới cho đóng hàng đi. Tại vì hàng đa phần là em đều đi xa không à, bởi vì phải làm thật kỹ cho anh em để anh em tới nơi là anh em xài luôn, trừ trường hợp những lúc mà trục chặt mà ngoài ý muốn thôi, như là kiểu như vận chuyển nó bị bể bị gãy này kia thì cái đó là em cũng không có làm gì được, thì chỉ có lúc đó là em có thể làm sẽ gửi hàng khác cho anh em, hoặc là gửi cái ví dụ như gãy bể cái áo thì em sẽ thay gửi cái áo khác cho anh em ha. Thì cái này là trường hợp ngoài ý muốn thì cái này anh em thông cảm giùm em. Con này là con Echo Kyrgyz dòng gen ha, nòng 32 ly, 23cc, bình xăng lớn là zin nguyên bản nha, nó có cái đế bỏ vào bình xăng lớn luôn anh em ha, giúp cho cái bình xăng này nè là không có chạm xuống đất, tránh trường hợp bị chạy xước hoặc là có đá này kia nhọn á là lủng bình xăng, là cái chân này thấy gì chứ nó lợi hại lắm nha. Chạy chế 2 kim ha, đặc biệt cái thằng này á là nó tum nhôm cực kỳ chắc chắn luôn. Công tắc máy này nghe nè, con này xài ga dữ ha, tay là tay đôi, láp đầu bò là zin nguyên bản luôn nha. Con này hơi là còn gắt nha anh em, hơi là từ 85-90% nha, hơi còn dày còn ngon, lá bạc cũng còn ngon luôn. A6 thì giá 1,4 triệu ha. Tiếp theo là con A7, con này dòng GOB nha. Rồi, con này nòng 32 ly ha anh em, 23cc. Thằng này lúc nào cũng vậy, giật là trợ lực, giật nhẹ nhàng, nòng đứng hết nè anh em. Chạy chế zin, chế máy cưa của nó luôn. Bình xăng lớn là zin nguyên bản nha. Tum liền ha, tum nhựa. Rồi, con này xài ga dữ, công tắc trên cũng giống như là trên di động luôn rồi đó. Trên tay luôn anh em. Đây, anh em đang cắt nè. Mỗi tay quá không muốn tắt nghỉ, tắt cây để xuống máy xuống nghỉ luôn, cực kỳ tiện lợi luôn ha. Tay đôi, láp chắn cỏ đầu bò là zin nguyên bản. Con này là zin nguyên cây cho anh em luôn, 100% luôn nha. A7 này giá 1,4 triệu. Tiếp theo là con A8, con này con Tanaka hai chống anh em, hàng này khỏe luôn nha. Dòng này chạy cực kỳ khỏe luôn nha anh em. Nòng 32 ly, 23cc, Tanaka hai chống, do phía dưới nè nó có cái hai chân chống nè, cho nên là mình gọi là Tanaka hai chống. Mặt đây nè anh em, nó có hai cái chân chống phía dưới nè.
đó, cho nên người cái người thợ người ta anh em thợ người ta hay gọi là Tanaka chống, cho nên cái tên nó là từ đó luôn ha. Chạy chế một kim, quanh gồ, nhảy nổ, lại xăng, tâm liền, tâm nhựa, công tắc máy đây ha. Con này xài gai dữ nha, tay là tay đôi, láp đầu bò là ghi nguyên bản, con này là ghi nguyên cây cho anh em luôn, chạy chế quanh gồ ha, chế zin của nó luôn nha. A8 này giá 1,5 triệu. Tiếp theo là A9. Nòng 30 ly 20cc Mitsubishi TL20 nha anh em, dòng máy hệ của Mitsubishi nha. Chạy chế một kim, quanh gồ, chế zin của nó luôn. Trong lốc đó là có dập chữ Made in Japan cho mình luôn nè. Đặc biệt đó là tum gời, tum nhôm luôn nha anh em. À, anh em có thể tháo gần cái xịt thuốc được nha. Công tắc đây. Con này xài ga dữ ha, tay là tay đôi. Láp đầu bò là zin nguyên cây nha. Đây là zin nguyên cây cho anh em luôn. Gọn nhẹ, nó chỉ nặng có 4kg thôi ha. Anh em có thể xách tới xách lui đồ là suốt làm suốt ngày cũng không thấy mệt nữa. Rồi con U, con ai, con này con A9 nha anh em. Em ghi lộn chứ U. Con A9 nha, A9 này giá 1,5 triệu. Anh em lưu ý A9 nha, chứ không phải U nha anh em. A9, đó anh em nhớ lại giùm em. Tiếp theo là con A10. Rồi con này là con Gobin nha anh em, nòng 34 ly 26cc, giá hôm nay chỉ có 1,5 triệu thôi, quá rẻ cho mình luôn. Bình xăng lớn là zin nguyên bản thao máy nha, chạy chế một kim, chế quanh gồ luôn. Đặc biệt là con này tum nhôm ga dữ. Thêm một cái hay, con này là công tắc trên ghi đông, cực kỳ tiện lợi luôn. Tay đôi ha, lắp đầu bò cũng là zin nguyên bản thao máy luôn nè. Con này là zin nguyên cây luôn, 34 ly, mà hôm nay nó chỉ có 1,5 triệu thôi. Hôm nay là em xả hàng cho anh em ha. A10 1,5 triệu. Tiếp theo là con A11 ha, con này em hay gọi là khủng long ăn cỏ nha nè, quá khỏe luôn. Nè anh em coi kéo hơi nè, quá dữ luôn em ơi. Con này phải còn dày, cực kỳ dày luôn nha, mới kéo hơi được vậy. Nghe kéo hơi không là thấy thích rồi, là thấy ăn tiền rồi đó ha. Con này là con Echo 253, nòng 32 ly, 25cc. Con này có cái mão nè, cho nên em hay gọi là khủng long ăn cỏ. Con này nó khỏe, anh em cắt cỏ bò ăn, cắt lúa cũng được, mà anh em cắt cỏ công trình cũng được luôn, cực kỳ rẻ và cực kỳ khỏe luôn ha. Bình xăng là lớn, bình xăng mới anh em, lưu ý giùm em. Đặc biệt là tum gời, tum nhôm, tên máy nằm đây ha, 253. Con này xài gai dữ, tay là tay đôi, lắp đầu bò cũng là zin nguyên bản theo máy luôn nha. A11 này giá 1,5 triệu. Anh em muốn máy khỏe mà máy rẻ thì anh em hút con A11 liền cho em. Tiếp theo là A12. Con này nòng 32 ly 23cc, bình xăng lớn là zin nguyên bản theo máy nha. Chạy chế một kim, chế quanh gồ ha. Đặc biệt con này tum gời, tum nhôm, anh em có thể tháo ra cái xịt thuốc được luôn nha anh em. Dòng này anh em tháo ra ấp vô xịt thuốc là vừa luôn á, không cần phải làm gì thêm hết. Công tắc máy con này nó nằm dưới đây nha, anh em lưu ý nha. Đây ha, nó nằm khá là kín luôn á, anh em phải để ý kỹ nha. Rồi con này xài ga dữ, tay đôi, láp đầu bò là zin nguyên bản luôn nha anh em. Trong lốc có dập là chữ Made in Japan nha, chữ chào bá luôn nha anh em. Rồi con A12 này giá 1,650. Tiếp theo A13. Rồi, con này là con Mitsubishi TL231 nha anh em, chụp giật trợ lực nè. Đặc biệt con này nằm ở chỗ cái chế là chế hai kim quanh gồ và le đỏ tự động luôn. Một cái chế gọi là hàng cấp cao luôn em, cấp cao nhất luôn á, cấp cao nhất của một cái chế luôn. Vừa hai kim mà le tự động nữa, ha, là đầy đủ combo hết chân mình luôn đó. Con này tum liền, tum nhựa nha. Tên máy nằm bên hông đây ha, nó có số seri luôn nè. 067767 ha, TL231. Con này xài ga dữ nha, công tắc trên di động, tay đôi, đáp đầu bò ghi nha. Con này trong lốc thì có dập Made in Japan luôn ha. Rồi con này khá là nhẹ, nặng 4,5 kg thôi. A13 giá 1,750. Tiếp theo là A14.
nồng là 34 ly 26cc, chụp giật trợ lực lớn, có dây thiều, dòng Kubota, chạy chế một kim, quanh gồ, le một kim quanh gồ, loại xăng nhảy nổ, tâm liền, tâm nhựa ha. Con này xài là ga dữ nha anh em, công tắc trên di động nè, anh em ấn nhẹ cái là tắt nè, cực kỳ dễ xài luôn. Tay đồi ha, lắp ghi luôn nha anh em, nó còn chữ Kubota luôn kìa. Trắng cỏ đầu bò cũng là ghi nguyên bản theo máy luôn. Con này trong lốc có da băng nha anh em. Made in da băng cho anh em luôn. Rồi, con A14 này giá 1.8 triệu nha. Rồi, tiếp theo là con A15 nha. Rồi con này thì những anh mà chuyên là đi cắt cỏ cứng, cỏ dày ở vùng cao, vùng núi đó, cỏ mà dài, dai, dày mà lâu, nói chung là cái gì mà nó cứng đó, cỏ nó cứng đó mà anh em đập cước đó, thì anh em hốt con này cho em. Đập cước cực kỳ khỏe luôn, nằm 40 ly, 40cc luôn, bình sang trên, sang ở trên nó thẳng xuống nó lại khỏe thêm nữa nha anh em. Không như nó được nhăn đôi đó, đã khỏe rồi, 40 ly đã khỏe rồi, mà thêm bình sang trên nữa là khỏe, nó nhăn hai luôn đó. Tum gời, tum nhôm nha. Con này ống lắp 28 nha anh em, ga bóp nha. Ống lắp 28 thì anh em có chế cháo gì cũng được. Mà dòng máy khỏe thì anh em làm cái gì cũng được, nó dễ gì đó anh em ha. Rồi con A15 này giá 2.2 triệu nha. Anh em nào muốn máy khỏe thì anh em hốt về cho em, đập cước là vô tư. Rồi cuối cùng là A16, A17 tách chung nha. Rồi, con A16, A17 là hai con đều là Gobin EC05 nha anh em. Nó đều là 55cc. Công suất của nó tính theo ngựa là nó 2 ngựa gử. Nó chênh lệch giá nhau đó là như đầu clip em có nói đó, là nó khác ở chỗ cái bơm. Cái thằng A16 này á, bơm họng vô họng ra của nó là họng 42. Họng vô nè, hút là 42 nè, ra cũng là 42 nè. Thằng này nó hay một cái là nó có cái ghen sẵn luôn nha anh em. Nó đấu ghen sẵn cho mình luôn rồi nè. Anh em chỉ cần mua cái đầu ống nước thôi á, ống nước vô là em chạy đem xài luôn. Con này thông số của máy á, là nó đẩy cao là 28m nha. Cao 28m còn đẩy xa là 70m nha. Cao 28 còn đẩy xa là 70m. Con này 1 phút là nó hút được 340 lít nha anh em. Cực kỳ khỏe luôn nha, họng 42. Nếu mà anh em muốn đẩy xa cỡ 100 hoặc là 150m á, thì anh em thâu cái phần cái họng ra nè, anh em thâu cái đường ống nhỏ lại. Ví dụ này 42 thì anh em thâu về 34 hoặc là 27, tùy theo là cái anh em muốn đi xa bao nhiêu ha, thì anh em thâu thôi. Còn cái này nếu họng 42 là đẩy xa được 70m rồi nè ha. Con A16 này 1.8 triệu. A17 này á, thì nó 2 triệu là ở chỗ cái họng nè. Họng vô, họng ra đều là họng 60 hết luôn anh em. Họng ra thì nó cũng có dặn ghen sẵn cho mình luôn nè. Anh em về anh em chỉ cần mua cái dây anh em đấu cho anh em xài thôi. Thông số của thằng này á, nằm bên hông. Thằng này á, là nó đẩy cao là 30m nha anh em. Còn đẩy xa là 70-80m. Đẩy cao 30m, đẩy xa là 80. Mấy cái con cứu quả này đó, mang tên cứu quả thì tất nhiên là phải đi chữa cháy anh em. Cho những cái anh phòng cháy chữa cháy á, nó gọn nhẹ thì anh em có thể xách vô những cái đường mà xe nó không hề tới được á. Bởi vì người ta hay gọi là Gobin cứu quả nè, mấy con máy cứu bơm nước cứu quả đó. Bởi vì người ta tính cao là 30 nè, còn xa là 80. Con này là 1 phút là hút được 350 lít 1 phút ha, cực kỳ dữ luôn nha anh em, cực kỳ khỏe luôn. Đó thì anh em muốn đẩy xa hơn cả 100-150m á, thì anh em thâu cái phần đầu ga này nó nhỏ đây nè, thì nó sẽ đẩy xa hơn được nữa ha. Thì cái này phù hợp cho những anh mà cần bơm nước tưới như này kia mà cần công suất lớn á, hoặc là bơm nước ruộng mà cần lưu lượng lớn đó, thì anh em lấy những con cứu quả này làm cho nó mau. Rồi con A17 này giá 2 triệu nha, 55cc, nó 2 người gử. A16 nó cũng 55cc, 2 người gử. Thằng kia 1.8 triệu, thằng này 2 triệu ha. Thì anh em thấy cái nào phù hợp mình thì anh em hốt. Rồi thì anh em lên cho anh em 17 con đó. Anh em thấy con nào vừa ý mình thì mình chốt, mình gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.